Ok, và xin chào tất cả những người em trở lại với channel của mình. Thì sau những cái clip review tuần vừa rồi, thì bóc ngày hôm nay thứ hai, chúng ta có thêm những con hàng mới tiếp theo. Và bóc này thì bóc thứ hai ngày hôm nay chúng ta có thêm bóc của Juventus và một bóc nữa của Italia. Bóc này thì thật sự là Juventus thì mình còn chấm điểm được, chứ còn cái bóc Italia này mình nhìn qua mình không hưng ông nào anh em ạ. Không hiểu sao con Tonali anh em săn cũng được, nhưng mà cá nhân mình thì mình đã có phiên bản Tonali khác rồi, thành ra là cái bóc này thôi, bóc này mình bỏ qua. Còn cái bóc Juventus chúng ta có được hai cầu thủ nó khá là thú vị, đó là Kostic cũng như là ông thần Pogba. Pogba thì cũng khá nhiều anh em quan tâm, cá nhân mình thì fan MU. Ông Pogba này đợt trước đá cho MU thì cũng có thể nói là hay, nhưng mà cái thái độ thi đấu nó rất là hời hợt, thành ra là mình cũng không ứng cho lắm. Tuy nhiên thì săn được ông này thì ông này chắc là đá cũng khá là hay đấy, nhưng mà mình nếu như mình săn được chứ chắc mình đã chơi à, mình lên là cái bóc này mình săn Kostic. Còn nếu như ra Vlahovic thì cũng tạm chấp nhận, khi mà Vlahovic bản này thì chỉ số 99 lận. Cá nhân mình thì quay ra thì cho vui thôi, chứ còn chắc là Kostic à Vlahovic mình không chơi đấy. Thành ra là bóc này mục tiêu duy nhất của mình cái bóc này đó là Philip Kostic, để có thể nó đá solo với bạn bè thì mình bỏ tạt cho lú hết cả người luôn anh em bạn, lú như con cú luôn. Đấy, ngày hôm nay thì mục tiêu của mình sẽ là Philip Kostic, Pogba cũng được, Vlahovic cũng được, các công cụ còn lại mình không quan tâm. Đấy, thành ra là chú Konami có nghe thấy thì cho cháu ra Kostic, còn không thì thôi, còn không thì cho cháu ra Pogba cũng được. Cái bóc này thì chúng ta quay được 3 lượt anh em nhá, 3 lượt duy nhất thôi. Và nếu như mình quay ra Kostic thì ngày mai mình sẽ có clip review cho anh em xem. Nhưng nếu như mình quay không ra thì anh em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Rồi, 600 coin, 3 lượt, thoải mái. Ở đây thì trước khi quay ấy, mình sẽ làm một cái thần chú. Anh em biết thần chú gì không? Kostic là máy tạt mà. Mình sẽ nói cái thần chú này trước khi quay anh em nhá. Đó là tạt 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 tạt. Nói vậy cho nó khét. Nào, lượt đầu tiên của chúng ta Philip Kostic hay không? Tất cả hy vọng vào cái lượt này. 1 2 3 ta 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 ta. Dính ngay thủ môn phát đầu tiên. Không chạy đi đâu được, dính thủ môn anh em ạ, chết dở không. Mày đá đấm cái gì? Thủ môn thôi, thủ môn thì đá đấm cái gì, trời ơi. Đèn nha, đèn nha, đèn nha. Bôn bóc ba và Philip Kostic vẫn còn hy vọng được anh em ạ. Nào. Pearly, Pearly. Kostic, 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 Pearly, 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 ta 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 ta, Pearly, Pearly, Kostic đi, trời ơi, ui, 4 sao, lần này nó còn thảm hơn cả lần trước, nó còn thảm hơn cả lần trước, và vừa nãy mình đã nói rồi, nếu như đã Kostic, ngày mai mình sẽ clip cho anh em, nhưng nếu như không, thì chắc chắn là đúng là còn cái nịt, Miretti. Ông thần nào này, trời ơi. Bao nhiêu ông không quay ra, quay đồng cụ nội Miretti này, chết không. Ông nào đây? 19 tuổi, nhạc trưởng. Trời ơi, skill kìa, nhìn nó chán rồi. Nhìn nó chán rồi. Ơi, trước khi vào ông thần Kostic, cho mình quảng cáo một chút. Anh nào đang muốn săn cái bóc này mà chưa có coi, liên hệ mình ngay qua fanpage mình ở link phần mô tả. Sẽ có những gói ngân nạp từ 500 lên coi trở lên cho anh em, để anh em có thể săn được cái bóc này nó trọn vẹn nhất 3 lượt thôi, rất đơn giản. À, anh em nhiệt tình nhắn tin qua fanpage ở link phần mô tả nhá. Và mình có kênh TikTok chính thức, anh em nào mà chưa follow thì có thể để đi qua để lại cho mình một lượt follow TikTok, để mình có động lực ra video ở bên TikTok cho anh em xem. Rồi, bây giờ chúng ta đến với lượt cuối cùng. Có khi nào tại mình gào Kostic to quá nên Konami ghét không? Có khi nào mình gào to quá Konami ghét không? Trời ơi, chúng ta mình phải nhìn lại anh em ạ, nhìn lại lần cuối Kostic biết đâu không ra. Ui quả AI kìa. Vãi cả AI. Kinh vậy.
Rồi. Lấy hết can đảm cho lần cuối cùng. Lấy hết can đảm cho lần cuối cùng này. Kostik hoặc Paul Pogba hoặc Vlahovic. Nào. Anh ơi. Tạt nữa, tạt máy. Tạt nữa, tạt máy. 5 sao. Kostik. Burley. Ai đấy? Số 10. Ăn cất rồi. Paul Pogba, trời ơi. Không phải Kostik mà đó là Paul Pogba. Pogba về Juve là số 10 à? Mình tưởng Pogba về Juve là số 6 chứ. Đúng là không xem có khác, không biết một cái gì cả. Thôi, bóc này được Paul Pogba cứu vãn. Nhưng cá nhân mình, fan MU, mình đâu có thích Pogba mấy đâu. Trời ơi, phải công nhận nha. Mình phải công nhận ngày xưa Pogba ở MU vẫn là một cái gì đấy đặc cấp. Tuy nhiên thì cái thái độ mà anh chơi cho MU thì không tốt một chút nào cả. Thành ra là mình không thích ở cái thái độ thôi, chứ còn đẳng cấp thì phải công nhận ông này là giỏi. Nâng, nói nhiều. Chốt quay ra rồi, nâng đi. Nâng luôn anh em ạ. Rồi. Nâng luôn, có gì mình không làm về Kostik, mình làm về Pogba. Trời ơi. Đèn quá trời đèn. Sao nào? 94 à, vậy ông này mắt 97 anh em ạ, cao đấy chứ. Ui, kiểm soát bóng thật. Ui, ghê nha. Chỉ số này mình nhớ đến Gundogan lần gần nhất. Dứt điểm hơi tù. Phòng thủ cũng hơi tù. Ông này tiền vệ công. Tốc độ rất chậm. Thể lực cũng hơi tù. À, cân nhắc nha, anh em nâng kiểu này cân nhắc nha. Chỉ số này thì rất khét này. Dứt điểm thì chúng ta có nâng thêm thì nó cũng chỉ là rơi vào 7x. Cái nhận thức phòng thủ nó hơi yếu, thành ra là chúng ta cũng không cần nâng đâu. Để 6x đi cho nó đẹp. À, cái tốc độ này bật nhảy 81 thì đè cái này ok. Mình nghĩ là mình sẽ nâng thêm, nếu thế mình nâng thêm chuyền đi anh em ạ, đúng không? Nâng chuyền chọt đi. Ngoài nâng bớt thêm cái điểm phòng ngự, nâng vào chuyền chọt. Bởi vì ông này yếu sẵn phòng ngự rồi, cần quay. Rồi, chỉ số này mình nghĩ là khét rồi đấy, khét rồi. Khét về cái mặt chuyền chọt thôi, chứ còn ông này vẫn rất là tù ở cái khoảng tốc độ cũng như là dứt điểm từ xa. Đây này, dứt điểm có 66 thôi. Lực sút 91. Có khi nào mình nâng sút không? Sút 91. Nâng vào sút lên 70 anh em ạ, mình nâng vào sút lên 70. Ok. Nó còn chấp nhận được. Chứ để 6x thì hơi yếu. Rồi. Chắc là nâng như này anh em nha, bớt đi điểm truyền, bớt đi tuyển thủ để nâng vào cái điểm sút. Nâng vào tiền vệ công. Mình nâng tạm thế này thôi. Confirm. Có gì mai sẽ ra clip cho anh em về Paul Pogba. Chúng ta lỡ hẹn với Kostik rồi. Pogba đi. Xem vào team có lên được 97 không? 96 anh em ạ, nâng kiểu này vào team lên 96. Ai già, để thử vào team khác xem. Để cho vào team khác xem chứ chưa cho vào cái team 88 này. 96, đúng rồi, chỉ lên được 96 thôi. Nâng kiểu này lên 96, không biết kiểu kia lên 97 không. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. 300 coin chúng ta có được Paul Pogba. Nó còn đỡ đi anh em ạ. Cũng may nó còn Paul Pogba đây, chứ còn nó rơi vào ông kia thường kia chắc phát khóc. Nói chung là bóc này hình quanh hơi đen. Thủ môn với lại ông thần này chả đây làm gì cả. Rồi, bye bye. Và xin chào gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.